Tôi tưởng đâu là ông học được nghề hay mới đi khoe với bà con làng xóm, ai dè ông chỉ đi lừa bịp người ta, rồi lừa bịp cả vua nữa. Bây giờ trái nhà mới lòi mặt chuột, biết tính làm sao đây? Trời ơi, thì tôi biết lỗi của tôi rồi. Phen này mà không tìm được cách thì có nước tôi bay đầu luôn. Bụng làm thì dạ chịu, tôi cho ông bay đầu luôn. Trời đất ơi trời, bà nói vậy mà bà nghe được sao? Trời ơi bà, tìm cách cứu tôi đi. Tôi chết rồi bà ở với ai? Không được, tôi phải sống, tôi phải sống, bà hiểu không? Bà tìm cách bà cứu giùm tôi đi bà. Thiệt tức không chịu được, suốt đời khổ vì chồng, tưởng phen này được sung sướng, ai dè bà. Thôi được, để tôi coi. Trước giờ ông lừa người ta bằng cái mũi này, bây giờ mình phải làm sao cho cái mũi nó không hoạt động được nữa thì mới có cớ từ chối vua được. Trời đất ơi, trời đất ơi, có cái mũi để sống thôi mà biểu cái mũi tôi không hoạt động nữa thì chết tôi còn cái giống gì? Không, không có chết. Không chết. Ừ. À, có cách rồi. Đi. Đi đâu? Đi ra cái tổ ong ngoài vườn á. Tổ ong? Ba, không được đâu, không được. Được. Trời ơi, chết à. Trời ơi, chết. Đi. Ta. Ôi da. Trời ơi. Ôi da. Thật là khổ. Mũi với miệng như vậy thì làm sao mà hít chứ ngửi cho được. Dạ bẩm quan, nhờ quan về nói lại với vua, chồng con không may bị ông đốt hư hết cái lỗ mũi, bây giờ không có còn hít được nữa. Dạ bẩm quan, mũi con bị ông đốt. Dạ. Bây giờ nó hết tiên rồi. Dạ. Vĩnh viễn không còn hít được nữa. Dạ. Nhờ quan về bẩm lại với vua, cho con từ chức hít đại quan. Dạ. Để con về nhà con trộn cám cho heo ăn, phụ với vợ con nghe quan. Ai à ui. Thôi được rồi, ta xin chia buồn với thầy. Ta sẽ về bẩm lại với vua và xin vua tha tội cho thầy. Dạ đội ơn quan. Không có gì, không có sao đâu. Dạ trời ơi. Dạ. Má thằng cu kho mắm thơm quá. Ngày xưa, ngày xưa, không biết từ bao giờ và cũng không biết bằng cách gì, quỷ chiếm đoạt tất cả đất nước. Người chỉ ở đậu và thuê ruộng của quỷ để trồng lúa lấy gạo ăn. Quỷ đối với người ngày càng gian ác, chúng tăng dần số thóc phải nộp và mỗi năm lại mỗi nhích lên. Và một hôm,
Bác ơi, bác, Lũ Quỷ sắp đến làng chúng ta. Cháu nghi là có chuyện gì chẳng lành. Lũ Quỷ sắp tới rồi, chúng ta về làng kiếm vợ con đi. Về thôi. Lũ Quỷ sắp đến rồi, em vào nhà với con đi. Loài người nghe đây, từ nay chú quỷ đã quyết định, sau mỗi mùa thu hoạch, loài người sẽ được hưởng phần gốc, còn phần ngọn phải nộp hết cho chú quỷ. Trời Phật ơi, nói xuống mà coi, lũ quỷ ăn ở có ác không chứ? Con kia gốc rạ, anh ơi, rồi mùa tới mình lấy nhiều đứa con đi. Lũ quỷ sao nó càng ngày càng lòng, nó bóc lột mình dữ quá. Lội quỷ chúng tao, từ nay chỉ lấy phần ngon, còn phần gốc nhường hết cho tụi bay. Nhường hết. Không thể nhìn lũ chúng mày được nữa rồi. Anh ơi, anh định làm gì vậy? Một mình anh làm sao đánh lại nổi cả lũ chúng nó? Bao nhiêu người đã bị chúng nó bắt ăn thịt rồi. Ba đi mà ba. Ba. Phật trời có mắt không? Nhìn xuống mà coi, chúng con khổ quá vậy, làm sao mà sống được? Lấy gì mà sống bây giờ? Ông lão ở làng nào mà sao đêm khuya lại đến đây? Lão lỡ đường, xin hãy cho lão tá túc một đêm. Ông lão vào trong này, ngoài này lạnh lắm.
Ông lão ăn chút ít đi, thấy ông lão có vẻ đói đó. Có phải làng này gặp đại họa không? Ông lão nói đúng, lũ quỷ quá ác, với gốc lạ thì dân làng không thể sống được. Ông bị mù, sao ông biết chuyện làng con? Ông bị mù, nhưng ông có thể nghe, và còn có cách giúp cho dân làng thoát cơn đại họa. Ông ơi, ông mà giúp được, cháu thề, cháu sẽ thương ông suốt đời. Con không được quấy rầy ông nghe chưa? Trồng cây khoai mì này, tha hồ cho bọn quỷ lấy ngọn. Thật gì không ông lão? Hãy tin lời lão. Nhanh lên, lười biếng như quỷ. Em đừng nghĩ tới thua tiếng mình rồi. Lẹ lên đi, lẹ lên mày, thằng này chất lên đầy lên cho tao. Dạ. Mẹ lớn như vậy cứ chậm chạp. Thôi ráng đi. Dạ. Ráng cho lẹ đi. Lẹ về. Quay con thằng chậm đi, nhanh lên chất qua bên đây. Dạ. 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 Nặng mấy bộ chết quên kia. Được rồi. Trồng bao nhiêu tháng thì cát này trở thành một cục cát như vậy. Về đồng. Dạ. Dạ thưa quý vương. Chuyện gì? Dạ, thế đã được đem về, để ở ngoài bì rừng. Ta sẽ ra ngay. Dạ. Nè, em mới lại trang điểm một chút. Ngài ra ngoài trước đi. Ghét dễ sợ.